Dương Mịch bị nhà Lưu Khải Uy cấm vào nhà, gây khó dễ, không cho gặp con gái. Sau khi ly hôn với Dương Mịch, Lưu Khải Uy được quyền nuôi dưỡng con gái Tiểu Nhu Mễ. Trong khi đó, nữ diễn viên tam sinh tam thế Thập Lý Đào Hoa cũng sẽ cố gắng dành thời gian đến Hồng Kông thăm cô bé. Tuy nhiên, kể từ khi sinh Tiểu Gạo Nếp, Dương Mịch luôn là đối tượng bị truyền thông, người hâm mộ công kích, chỉ trích nặng nề. Nữ diễn viên bị cho là người bỏ bê, tuyệt tình với con gái, giao phó hết trách nhiệm nuôi con về cho nhà chồng Lưu Khải Uy. Rất ít khi cô trở về nhà thăm con. Đặc biệt, khi dịch bệnh bùng phát năm ngoái, Dương Mịch chưa trở về Hồng Kông để gặp Tiểu Gạo Nếp. Vì công việc bận rộn, Dương Mịch rất hiếm khi đi thăm Tiểu Nhu Mễ. Thậm chí một nguồn tin còn cho biết con gái cô không còn nhận ra mẹ do đã quá lâu không gặp mặt. Bên cạnh đó, việc bố Lưu Khải Uy có những lời nói và thái độ không rõ ràng khi nhắc đến Dương Mịch càng khiến người đẹp 35 tuổi này dễ dàng trở thành tâm điểm chỉ trích và bị gắn mác là người mẹ vô trách nhiệm. Vậy nhưng mới đây, trang BGS đã có bài viết tiết lộ nỗi khổ tâm bấy lâu nay của người đẹp họ Dương. Không hề vô tâm như truyền thông chụp mũ, hóa ra Dương Mịch luôn bị phía nhà chồng cũ gây khó dễ khi có ý định gặp con. Bố mẹ Lưu Khải Uy không cho phép cô vào nhà. Chính vì vậy, mỗi khi muốn thăm con, Dương Mịch chỉ được gặp Tiểu Gạo Nếp trong nhà hàng hoặc khách sạn mà thôi. Có lẽ công chúng đã có cái nhìn sai lệch về Dương Mịch khi họ không thể biết sự thật đằng sau là gì. Ngoài ra, một bộ phận cư dân mạng cho rằng Tiểu Nhu Mễ là con gái do Dương Mịch sinh ra. Chắc chắn, nữ diễn viên không thể nhẫn tâm bỏ rơi cô bé như nhiều người vẫn nghĩ. Suốt những năm qua, Dương Mịch không hề lên tiếng về những tin tức tiêu cực này, nhưng không có nghĩa cô thật sự là một người mẹ vô trách nhiệm, bỏ bê con cái và chỉ nghĩ cho bản thân. Trong suốt khoảng thời gian hoạt động sự nghiệp, Dương Mịch không ít lần bị chỉ trích là mải mê công việc tới mức bỏ bê gia đình, chỉ biết sinh con mà không biết nuôi con. Thậm chí sau khi ly hôn, Tiểu Gạo Nếp cũng vẫn sống chung với Lưu Khải Uy ở Hồng Kông, còn Dương Mịch rất hiếm khi đến thăm con gái. Dấy lên tranh cãi, người đẹp đã từ bỏ quyền nuôi con. Nhìn lại cách xử sự của Dương Mịch với con gái từ trước tới nay, không ít người cho rằng đây mới là lý do vì sao cặp đôi Dương Mịch-Lưu Khải Uy ly hôn. Năm 2014, Dương Mịch và Lưu Khải Uy tổ chức hôn lễ thế kỷ, và chẳng bao lâu sau, gia đình họ đã có thêm thành viên mới. Khi tham gia một chương trình truyền hình, Dương Mịch cũng thẳng thắn thừa nhận việc có thai là ngoài ý muốn, chứ không phải đã lên kế hoạch từ trước. Điều này khiến không ít người cho rằng cặp đôi này kết hôn không phải vì tình yêu mà là vì cưới chạy bầu. Có lẽ vì vậy nên khi đang mang thai, Dương Mịch vẫn liều mạng đóng phim, dường như không để tâm tới sức khỏe thai kỳ, khiến không ít người chỉ trích cô, thấy tiền sáng mắt, không xứng đáng làm mẹ. Thời điểm đó, Dương Mịch đang quay bộ phim Tiểu Thời Đại 3. Vì theo kịp tiến độ đóng phim, giữa trời đông giá rét, cô vẫn mặc quần đùi, váy ngắn, chạy nhảy như thường, khiến không ít người phải toát mồ hôi lạnh thay cho nữ diễn viên. Không chỉ vậy, cô còn tự mình quay cả những cảnh mưa, xuống nước mà không dùng diễn viên đóng thế. Sau khi sinh con, Dương Mịch không ở cử, chưa đầy một tháng đã vội vàng trở lại showbiz tham gia đoàn làm phim. Khi Tiểu Gạo Nếp còn nhỏ, mỹ nhân này cũng chẳng dành nhiều thời gian ở nhà chăm con mà tiếp tục mải mê với công việc. Thậm chí cô còn tham gia ký kết nhiều hợp đồng đóng phim hơn để bù đắp lại khoảng thời gian sinh con. Theo thống kê về thời gian Dương Mịch về Hồng Kông thăm Tiểu Gạo Nếp từ năm 2016 đến năm 2018, netizen mới bàng hoàng phát hiện, suốt 3 năm, cô chỉ ở bên con có 36,5 ngày, càng ngày có xu hướng giảm bớt. Đến năm 2018, thời gian Dương Mịch ở bên con gái chỉ có 5 ngày, chưa bằng 1/4 thời gian cô gặp mặt người bạn thân khác giới Trương Đại Đại. Thậm chí, Dương Mịch từng vắng mặt trong hôn lễ của hảo tỷ muội Đường Yên để tham gia tiệc sinh nhật của Trương Đại Đại. Nhưng mới đây, trong sinh nhật Tiểu Gạo Nếp, cô lại thờ ơ như không, vẫn mải mê tham gia show truyền hình, thậm chí còn chẳng thèm gửi lời chúc qua mạng xã hội. Thậm chí cách đây không lâu, nam diễn viên gạo cội Lưu Đan, cha của Lưu Khải Uy còn tiết lộ, Dương Mịch vắng mặt trong sinh nhật của Tiểu Gạo Nếp. Trên trang cá nhân, cô cũng chỉ đăng tải những bài viết quảng cáo cho nhãn hàng mình đại diện, chứ không hề chúc mừng sinh nhật con gái.